Nhây bấm Alo, tham gia đi, em đi gọi lên. rồi, chị dẫn đi, chị đừng đi tầm Ai tầm gọi, chị gọi em á đưa nhờ. quay quay lấy cho muốn uống. Muốn uống mà cái ống này nó bự quá nó không được. Đang hỏi ăn cái gì? Ở ngoài, ông ngoài muốn ăn steak. Steak đó, biết Một steak đó. Chào chị dâu. Chị đang không mắc cúc, môi không có tí son nữa. Thì anh phải mở app vô cho chị chứ. Thôi, tự nhiên cái mở app xong cái mặt của anh cái thành. Dạ anh làm khác chứ anh đâu cần vô cam nữa đâu chị dâu. Không có nhu cầu coi, chỉ cần coi chị dâu là đủ rồi. Wow, sếp, sếp đâu? Bật đèn nó bị chói sáng nè, có xong môi nè. Chị không chơi mạng xã hội. Chị hay coi live của thiếu lắm á. Chị hả? Chị cũng sân si lắm. Em ăn cái gì? Chừng nào ngoại bay? 1 giờ 2 giờ ngày nào? Đây. Mai hả ngoại? Bên để vô tuần này chắc ngày 15 mà ông ngoại mà không chịu, ông dùng muốn đất trạng tốn tiền ông. Cái gì? Phải xa mà. Ở đây hả? Mai đi rồi hả? Ngoại mới tắm cho nó hả? Kể ra. Còn hai rưỡi chứ mẹ. Nó gọi anh lấy giờ bạn không đến. Mới 3 tháng à. Cho chị ba cắt mất lòng đi. Cho nó đừng ở đây. Mấy phòng mẹ? Cứ sớm hơn đi. 2 phòng đúng không? Cho con 2 phòng đôi. Cái gì mà không được. Em không ăn hả? Không đỏ. Ngoài ngồi đây. Anh tính rồi. Cái gì mà không được. Cái gì mà không được. Không. Mình sẽ đi khách sạn. Cho em 2 phòng đôi, phòng nào mà rộng nhất á, gần nhau. Mang cái gì thì em gọi em thấy. 1 phòng đôi với lại 1 phòng đôi, mẹ còn 1 phòng đôi à? Rồi còn mấy người mẹ tổng cộng ở mấy người? Tổng cộng ở mấy người? Mày 8 người vậy lấy 3 phòng. 3 phòng, 2 phòng đôi với là 1 phòng đôi, kệ tôi lấy đi. Dạ, sát gần nhau nha. Thôi, em lại ăn bún. Dạ dạ trung tâm cũng được. Em cứ bố trí trung tâm đi rồi đi ăn không phải làm gì cũng được. Em thích làm gì mọi người. Chị trai nó bay. Dạ rồi. Dạ rồi. Dạ giọng phong giùm em nhé. Đó. Dạ.
Thì ra là vậy. Thằng bay đi xem mắt đó, gia đình hai bên gặp mặt nhau rồi chuẩn bị làm tổ chức đám cưới, sắp cưới chồng rồi, sắp bỏ tụi bay rồi. Mai cưới rồi, làm gì mai cưới, tối nay cưới luôn rồi, chiều nay cưới. Bà sợ không ngon. Để bánh ướt đi. Chưa mở cửa không vậy? Mấy cái mà chắc cũng không mở cửa nữa. Anh tìm cái mà tìm tắm á, là nó không biết được. Mình đừng có để tóc nó cạ cạ mà mặt anh được không? Nó nhổ. Đứa ăn bún thịt nướng không? Anh đặt luôn mấy đứa. Bún thịt nướng không? Anh đặt cho nè. Ăn sáng mà ăn trưa 11 giờ là ăn sáng gì? Ăn trưa. Ăn trưa mà mọi người. Trưa vậy khi nào xíu đây, cứ nói ăn nha. Em ăn được. Đặt lại cho ba. Em gì đó đúng không? Ok. Em cứ ăn nha. Không. Đáo không. Cho đi chứ. Ghê chứ. Ăn đi nha, mang cho đi làm á. Tốn tiền mua đi mấy trăm đứa ăn rồi còn ăn tiếp nữa. Quay lại vấn đề anh ơi, mấy đứa chơi cái gì xíu đi. Chứ bây giờ mấy đứa nó comment liên tục làm sao mà anh trả lời chuyện. Thì anh đang hỏi em á, em muốn đi trong ngành quốc tế. Thì anh hỏi là em có giỏi toán hay không. Ngày xưa đi học, đi thi toán được bao nhiêu điểm? Dạ. Không phải là thi vẽ đâu, thi toán bao nhiêu điểm? Surprise ta. Tại vì mọi người biết làm sao không? Ở trong cái môn toán mà học cấp 3 Sky là hình không gian. Hình không gian nó là một cái dạng mà gọi là trí tưởng tượng phong phú, có nghĩa là em vẽ ra một cái hình mà em có thể tính toán được các góc cái này cái kia. Biết hình không gian không? Nên là nếu mà em giỏi về hình không gian thì anh nghĩ là em lên đi theo ngành thiết kế như em mong muốn. Còn nếu em không giỏi về hình không gian thì anh nghĩ nó sẽ không phù hợp với em. Tại vì cái ngành thiết kế nó cần phải có chiều tượng. Em chùm vậy để anh nghĩ em nên đi theo ngành thiết kế đi. Tại vì thiết kế nó cần phải có cái mức độ chiều tượng về trục tốt, phong phú. Ai cũng có mơ ước riêng của bản thân mình, ai cũng có cái mục tiêu của bản thân mình hết. Nhưng mà nếu mà em đi được, em có cháu em á.
Con gái rồi xíu đó mọi người. Ừ đó, em bị lên báo đó, em bị lên báo đó. À, cái con up clip con giữ Ruby, ghi rõ ràng là gì xíu giữ Ruby. Xong báo nó đăng nó ghi là hậu chia tay, gì xíu công khai danh tính cái gì con gái, xíu công khai vui đùa bên con gái danh tính cha đứa bé ai khiến ai cũng bất ngờ. Rồi cha đứa bé là ai là Chí hả? Em. Cha đứa bé là ai là Chí hả? Cha đứa bé rồi. Anh nghĩ chắc là Chí. Danh tính cha đứa bé khiến ai cũng bất ngờ. Em ghi rõ ràng trên cách là gì xíu rồi nha. Anh nghĩ là em cứ nhìn vào kinh tế gia đình em đi. Nếu mà gia đình em phù hợp để em học quản trị kinh doanh thì em nên đi theo cái đó. Còn nếu mà em học quản trị kinh doanh để đi theo, em mơ ước là em được làm quản lý. Em mơ ước là sau khi em học đại học ra là em sẽ được làm những cái chức vụ cao. Thì chưa chắc gì đó là con đường đúng cho em. Nhưng mà nếu mà nhà em có kinh tế tốt, nhà em có 10 cái khách sạn, 20 cái khách sạn, resort gì đó, nhà em nhiều nhà hàng thì em nên đi theo ngành nghề kinh doanh. Quản trị kinh doanh, anh nói thật nha, cái ngành nghề đó nó chỉ phù hợp cho cái người mà gọi là sinh ra ở vạch đích. Dêm dạy, ủa dêm đang like hả? Sao dêm dạy? À, dêm like. Ủa cho em biết, chưa đi học hả? Biết vô kìa. Đó rồi, chưa. Em mà nói chuyện với gia đình rồi. Ê bây giờ mình đi qua mình BK với Dêm. Được đấy, được đấy. Em ra làm 30k đi gấu. Thì qua đấm Dêm sợ không? Qua dành mặt quân sư tử xong mà đi về. Thả con Bixico anh ơi. Để chơi, chơi nhiều vòng vòng xíu. Xuống đi, xuống đi, xuống đi, xuống đi, xuống đi gốc. À. Để anh đi qua anh mời Dêm. Nhưng mà cái gì tao bị giận à, mày chừa cái phòng khách cho tao nha, để tao qua tao ngủ nha. Tao bị đuổi ra khỏi nhà. À, mọi người xếp đồ ăn quá trời luôn, 4-5 shipper gọi cùng một lúc luôn, xuống lấy một mớ lên luôn nè. Sao đâu, lăn cũng được mà. Mọi người rất nhiều. Tự nhiên xếp một đống cơm cuộn luôn, phải mấy chục miếng á, gà rồi cơm nữa. Sao tụi bay không xếp cho tao vậy? Nên là nó cũng xếp một mớ vậy không ăn thì đổ chú phạt có tội nữa. Người nghèo người ta không có ăn, tụi bay cứ xếp kiểu vậy rồi sao tao đổ cho thùng rác hết trơn à. Em đừng có xếp dư thừa quá nha. Yeah. Hỏi hai có đặt chưa, hai đã ăn gì chưa, mọi người hai đã đặt gì chưa. Ví dụ hai chưa đặt thì kêu thôi để em ship, em mời hai ăn bữa thì mấy đứa hẳn đặt. Đặt dậy phí của trời lắm nhá, có nhiều người nào không có ăn. Ví dụ tụi em quý thì tụi em có thể mua bánh, mua này mua kia thì cũng được. Đó là như là em quý như là người trong nhà. Tụi em đặt vừa thôi, phí của trời, hai ăn không hết đâu. Đặt cho anh cũng được, nhà anh đông quân lắm. Đi cây không? Ông nghĩ ông thắng được tôi không? Mấy đứa? Nghe không? Ghê không? Tôi cho ông coi cái này nè. Anh chỉ biết con ngán là cái gì hết. Em gọi gì? Chị em vô đi, anh nghe đâu. Tụi em có mấy bà chị vui lắm. Thấy gì đâu? Cái vậy đấy hả? Ma kêu bà mang ra. Ngán là con gì hết. Ăn cho có sức giảm cân là làm sao?